mọi người, Sophie đã quay trở lại rồi đây. Video hôm nay là một video được rất là nhiều bạn yêu cầu. Hôm nay Sophie sẽ chia sẻ với mọi người về bộ sưu tập nước hoa của Sophie. Sophie thì cũng hơi chần chừ, tại vì Sophie không biết phải giải thích về mùi hương như thế nào. Đó là một cái thứ mà rất là khó để giải thích. Nhưng mà bởi vì có rất là nhiều bạn có hứng thú, cho nên là Sophie quyết định là hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người những chai nước hoa mà Sophie đang có. Nói chung là Sophie không phải là một người quá là kiểu rành hay là có quá nhiều kiến thức về nước hoa, nhưng mà Sophie cũng thuộc tiếp người là rất là yêu thích những mùi thơm, cho nên là mình cũng có một bộ sưu tập nhỏ nhỏ. Hy vọng là mọi người sẽ thích video ngày hôm nay. Ok, không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ mình cùng bắt đầu vào video thôi. Đầu tiên thì Sophie sẽ bắt đầu với góc này trước. Cái góc này thì Sophie bày ở ngay cái bàn trang điểm. Đây Sophie có một cái kệ và Sophie display mấy cái nước hoa ở trên cái kệ này. Ở góc này thì Sophie có trưng một cái bức tranh của chai Miss Dior Eau de Parfum. Cái bức tranh này là Sophie tự làm ở lớp mỹ thuật hồi Sophie học cấp 3 thì phải, rất là lâu rồi. Và Sophie cũng có một chai Miss Dior Eau de Parfum giống như trong bức tranh. Đây chính là chai nước hoa mà nằm trong bức tranh này. Chai này có ý nghĩa rất là đặc biệt với Sophie, bởi vì Sophie được tặng nó sau khi làm xong bức tranh kia, cho nên nó cũng rất là lâu rồi nhưng mà Sophie không thể nào vứt được. Nó cũng chính là cái mà bắt đầu cho tình yêu của Sophie với Dior, cho nên là một chai nước hoa rất là đặc biệt. Nhưng mà rất là tiếc là bởi vì cái Miss Dior Eau de Parfum bây giờ thì đã được reformulate lại khi mà François Demarchi qua làm cho Dior, thì ông ấy đã thay đổi lại cái Miss Dior này. Và cái Miss Dior Eau de Parfum của bây giờ, nếu mà mọi người ra store ngửi thử thì nó sẽ khác và nó sẽ không còn giống cái mùi này nữa. Mà thật sự là Sophie rất là thích cái mùi này, cho nên là đó là một điều rất là đáng tiếc. Tiếp theo ở đằng sau là Sophie có hai chai cũng của Dior, nhưng mà Sophie sẽ giới thiệu cho mọi người chai này trước. Chai này thì cũng là một trong những icon của nước hoa Dior, nếu mọi người biết đó là Jadot. Thiết kế của chai này thì nhìn rất là kiểu sang trọng quý phái. Đây là một chai nước hoa cổ điển, Sophie nghĩ là có nhiều bạn sẽ thấy được ở trên vanity của mẹ hoặc là của chị các bạn. Đây là một mùi nước hoa khá là thanh lịch. Nốt chính của nó là hoa jasmine, là hoa nhài. Phiên bản mà Sophie có ở đây là Eau de Toilet. Nó khác với cái phiên bản EDP là nó kiểu thanh mát hơn và nó dễ chung một tí. Nó không quá kiểu bị già và hợp với lứa tuổi của Sophie hơn. Sophie kiểu cũng mới mở chai này thôi, xịt vài lần. Nói chung là đây là chai nước hoa Sophie đánh giá rất là cao, nhưng mà nó thật sự cũng không phải là style của Sophie lắm. Chai nước hoa tiếp theo là chai Rouge Trafalgar. Chai này cũng là của nhà Dior, nhưng mà Sophie nghĩ là sẽ ít bạn biết tới hơn, hoặc là chỉ có những bạn mà thích nước hoa sẽ biết. Bởi vì đây là cái dòng thuộc về MCD là Maison Christian Dior. Nói đơn giản thì nó là thuộc dòng nước hoa cao cấp hơn của Dior, và nó exclusive hơn. Nói chung là không bày bán rộng rãi như kiểu PCD, như kiểu Parfum Christian Dior, là giá mắc hơn. Và cái chai mà Sophie có ở đây đó là chai Rouge Trafalgar. Đây là một cái mùi mà được ra mắt trong năm nay 2020, và là một mùi mới nhất trong nguyên một cái dòng này. Chai này theo như Sophie nhớ thì nó có khoảng 3 size, và cái size của Sophie là size ở giữa 125ml. Ở đây Sophie còn có khắc tên nữa, nhưng mà cái khắc tên này nó không được đẹp lắm, có chữ Sophie ở đây. Nói về mùi hương thì chai này nó kiểu thơm một cách rất là ngọt ngào, nữ tính, nhưng mà không bị ngọt kẹo. Nó có rất là nhiều berries và nó có một chút musk ở dưới nữa, nếu mà Sophie nhớ không nhầm. Nói chung cái chai này Sophie hơi có cái love hate relationship, là tại vì Sophie hơi hối hận vì đã mua cái size này, tại vì nó hơi bự. Mà cái mùi thì cũng không phải hoàn toàn là cái mùi mà Sophie sẽ dùng hàng ngày ấy. Sophie đang nghĩ một hai mùi nữa của cái dòng MCD này. Nếu mà trong tương lai Sophie có mua được thì Sophie sẽ làm một video nói kỹ hơn. Tiếp theo qua góc này thì Sophie đựng trên một cái dĩa cupcake mà Sophie thấy nó khá là dễ thương á. Ở đây thì Sophie có trưng một vài cái nước hoa mini, và đây là cái skincare mini của Dior, dòng Dior Prestige. Sau đó thì Sophie có một cái chai, cái này cũng là Miss Dior nhưng mà nó là Miss Dior Blooming Bouquet, và cái size này của Sophie là Roller Pearl, là nó là dạng nước hoa lăng á, tại vì Sophie muốn để cái này vào túi xách. Và cái mùi Miss Dior này thì khác với cái chai Miss Dior hồi nãy, tuy là nó đều tên Miss Dior nhưng mà dạng nước hoa Miss Dior sẽ có rất là nhiều mùi. Tuy là mọi người thấy cái hình dạng của nó giống nhau nhưng mà nó sẽ có mùi khác nhau mọi người. Theo Sophie đây là một cái mùi mà nhẹ nhất trong cái gia đình Miss Dior hiện tại. Blooming Bouquet mọi người có thể hiểu là một bó hoa, và cái mùi nước hoa này thì nó có rất là nhiều mùi hoa hồng và peony. Nó rất là nhẹ nhàng và cái base của nó cũng là musk, xạ hương, cho nên là cái mùi nó rất là dịu nhẹ. Nếu mà bạn nào mà không hay xịt nước hoa nhiều thì Sophie recommend mọi người có thể thử mùi này của Miss Dior. Hoa Miss Dior thì là nước hoa tượng trưng
cho The New Fragrance of Love. Sui dùng những cái Miss Dior thì Sui cảm nhận là những cái Miss Dior khác, EDP hoặc là Absolutely Blooming, đó là một cái tình yêu rất là nồng nhiệt, rất là tràn đầy á. Thì cái Miss Dior Blooming Bouquet này nó lại giống như một cái tình yêu rất là nhẹ nhàng, em đẹp, một cái cô gái rất là dịu dàng. Chai này thì cũng là mini size của Miss Dior Blooming Bouquet luôn. Sau hai chai này thì đó là nước hoa dành cho tóc, mình hay gọi là hair perfume hay là hair mist. Ở đây thì Sui có một mùi hair mist của Miss Dior. Rất là nhiều Miss Dior đúng không? Nhưng mà thật sự là trong tất cả các nước hoa của Dior thì Sophie cảm thấy Miss Dior là phù hợp với lại tính cách của Sophie nhất. Sophie không biết có nhiều bạn xài hair mist hay là nước hoa cho tóc hay không, nhưng mà đối với Sophie thì đây là một cái rất là cần thiết. Tại vì Sophie rất là ghét khi mà bị mùi đồ ăn bám vào tóc, rất là khó chịu. Cái này hoàn toàn mọi người có thể sử dụng với tất cả những cái nước hoa Miss Dior khác, nhưng mà Sophie cảm thấy cái mùi nó rất là thanh, rất là dịu, cho nên là giống như là một cặp hoàn hảo với lại Miss Dior Blooming Bouquet. Ở bên đây thì Sophie có cái hair mist này của Diptyque. Cái này Sophie đã nói qua trong một video favorites rồi. Mùi này là mùi scent. Đây là một mùi kiểu rất là đặc biệt, có nó hơi peppery nhưng mà nó rất là đặc biệt. Sophie không biết giải thích như thế nào. Cái mùi này nó bám rất là lâu trên tóc của Sophie, cho nên Sophie cũng khá là thích. Thật ra cái hair mask này thì cũng không hề rẻ, nhưng mà nếu mà bạn nào rất là để ý về mùi hương kiểu khó ăn khó ở như Sophie á thì có thể tham khảo thử ha. Sophie cũng đang có ý định là sẽ mua cái chai nước hoa cùng mùi với cái này luôn. Sophie thấy thường thường Diptyque thì người ta hay dùng tam đảo hay là đồ sơn, nhưng mà Sophie lại rất là thích cái mùi scent này. Ngoài ra ở đây thì Sophie cũng có một cái hộp. Cái hộp này là cái hộp toner pad mà Sophie xài hết. Sophie tái sử dụng nó để Sophie đựng mấy cái nước hoa kiểu sample size á. Mấy cái này thì Sophie có rất là nhiều, tại hay mua nước hoa nên được tặng á, rất là tiện luôn. Nếu ví dụ như mọi người mà đeo túi mini hay là đi du lịch dạng dạng vậy thì mọi người có thể đem những cái này theo cho nó đỡ tốn chỗ. Cái góc thứ hai và cũng là góc chính mà Sophie trưng nước hoa là cái phần như thế này. Sophie trưng đa số nước hoa ở đây và cũng có cái góc mà Sophie trưng nến nữa. Bây giờ Sophie sẽ quay gần lại cho mọi người cùng xem nha. Okay, đầu tiên phía bên trái có một cái kệ hình căn nhà như thế này. Kệ này thì là Sophie tự mua xong rồi về sơn lại màu trắng để match với lại cái tủ, chứ lúc mà mua thì nó là hình như màu gỗ hay là màu gì á. Nói chung là cái kệ này Sophie thấy rất là đáng yêu, cho nên là Sophie dùng để trưng mấy cái nước hoa mini. Ở đây thì Sophie có chai mini của Chador Burberry, một chai của The Body Shop, nhưng mà chai này Sophie không biết tại sao Sophie để đó nên tại Sophie không có dùng tới. Hay là Sophie có cái mini size của chai gì Giorgio Armani, mini size Chloe với lại một số đồ trang trí. Sophie có một chai Lolita Olympica, cái chai này Sophie đã xài hết rồi, và thật ra cái chai này là một trong những cái mùi mà Sophie rất là thích. Sophie có hai chai, chai kia thì Sophie xài hết nên Sophie vứt rồi, chỉ giữ lại một chai để display thôi. Cái mùi này là một mùi kiểu rất là đặc biệt luôn. Lúc đầu Sophie dùng Sophie không có thích, nhưng mà càng dùng thì lại càng thích. Cái nước hoa này nó đặc biệt ở chỗ là cái nốt đầu của nó sẽ có licorice, Sophie không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng mà kiểu cái mùi rất là rùa nếu mọi người, kiểu sexy theo cái cách không phải là kiểu bình thường. Chai này thì bây giờ đã discontinue rồi, Sophie kiếm mua hoài không được. Mới vừa rồi Sophie thấy nó có bán ở Chemist Warehouse, cũng là chai Lolita Olympica luôn, nhưng mà nó đã bị thay đổi ở bên ngoài rồi, cho nên là Sophie không biết nó có còn giống mùi như vậy không. Thì Sophie đã đặt mua một chai nhỏ về thử. Ở dưới đây thì Sophie có thêm nhiều cái nước hoa dạng sample size Sophie được tặng nữa, thì Sophie cứ để ở đây. Ở đây thì Sophie có những cái nước hoa roll on, là nước hoa dạng răng á. Đầu tiên thì Sophie có cái mùi của Juliet Hexagon, và cái mùi Sophie có là Moscow Mule. Cái này Sophie mua ở Sephora, lúc đó Sophie có điểm hay là gift card gì của Sephora cho nên Sophie mua thử. Mùi này thì Sophie không nhớ nó như thế nào luôn á. Đối với Sophie bây giờ ngửi lại thì nó không có gì đặc biệt cả. Sophie không biết tại sao mình đã mua nữa. Nói chung là vậy. Tiếp theo là một cái nước hoa cũng dạng travel luôn. Cái này là của Morgan. Hiệu này Sophie không biết cái hiệu này là gì của Sophie tặng. Theo của Replica. Cái concept của cái dòng nước hoa này rất là hay nha, tại vì nó tái hiện lại một cái mùi hoặc một cái nơi hoặc một cái cảm xúc gì đó. Ở trên đây nó cũng có ghi là reproduction of familiar scents and moments of varying location and periods. Và cái mùi mà Sophie có ở đây là Lazy Sunday Morning. Cái này là một món quà của bạn thân ở đại học của Sophie tặng, cho nên là Sophie rất là quý á. Có một cái mùi rất là kiểu dễ chịu, nó rất là cotton, nó giống như là một buổi sáng mọi người lười biếng nằm trong chăn và không muốn ra khỏi nhà. Tuy là ở ngoài có rất là nhiều ánh nắng mặt trời, kiểu thời tiết rất là đẹp, nhưng mà một
buổi sáng lười biếng, mọi người hiểu không? Sophie sẽ để một bức hình để mọi người có thể tưởng tượng ra cái vibe đó. Và Sophie cũng có thử những mùi khác của cái dòng Replica này, nhưng mà Sophie chỉ thích nhất là cái mùi Lazy Sunday Morning. Đây là một cái mùi rất là clean. Nếu mà các bạn thích những cái mùi mà đơn giản, sạch thì mọi người có thể thử cái mùi này nha. Sophie cảm thấy rất là hợp với những bạn hay mặc áo sơ mi trắng. Không biết tại sao. Tới bên này thì Sophie có một chai Body Mist của hiệu này là của Nhật. Sophie không có xài nhiều tại vì nó quá là cottony, nó quá là clean, nó quá là sạch. Sophie đặc biệt là không thích những mùi mà quá là kiểu sạch như kiểu nước giặt, nước xả mọi người. Sophie không thích mấy cái mùi đó. Nên cái chai này nó cứ đầy thôi chứ Sophie không có dùng. Kế bên thì Sophie có một chai của L'Occitane. Đây là mùi Cherry Blossom của L'Occitane. Một trong những cái mùi mà nổi nhất. Chung là L'Occitane đối với Sophie nó là một hiệu chuyên về body care, sữa tắm, body lotion, các thứ về cơ thể hơn là về nước hoa với lại mỹ phẩm. Mặc dù nó cũng có, nhưng mà đối với Sophie thì thế mạnh của L'Occitane là kiểu hand cream rồi body cream này nọ. Cái chai này thì Sophie dùng cũng gần hết rồi mọi người. Mà chai này thật ra là chai thứ hai luôn á. Mùi này thì là một mùi hoa anh đào rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, ai xài cũng được. Cái mùi này thì Sophie đặc biệt muốn recommend cho các bạn kiểu còn là học sinh hoặc là sinh viên á, hoặc là kiểu mình có budget không quá lớn thì cái mùi này rất là thích hợp. Sophie cũng có một cái chai Roll On. Cái này là bạn Sophie tặng. Sophie không còn xài cái mùi này nhiều nữa. Sophie chỉ đang ráng kiểu xài cho nó hết thôi. Mọi người có thể tham khảo thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua tới cái phần ở giữa này. Đầu tiên, ở trên nóc của cái kệ và vị trí cao nhất thì Sophie để ba chai nước hoa của Giorgio Armani. Ba chai này là thuộc dòng Armani Privé, là cái dòng nước hoa private của Armani. Mọi người cũng có thể hiểu nó giống như là cái dòng ngang bằng với lại MCD của Dior. Đây cũng là dòng nước hoa mà exclusive hơn. Ba chai mà Sophie có trên đây đều là cùng một mùi, đó là Peony Suzhou. Nếu mà dịch ra tiếng Anh là Suzhou's Peony, là hoa cẩm chướng ở vùng Suzhou, là ở Trung Quốc. Đối với Sophie đây là một mùi rất là thanh mát, rất là dịu dàng. Có một số bạn có thể sẽ cảm thấy cái mùi này không có quá đặc biệt, nhưng mà lý do mà Sophie thích cái này á là khi mà Sophie xịt lên người Sophie á, có rất là nhiều người khen và hỏi là Sophie dùng cái nước hoa gì, mà người ta theo kiểu là ô có cái mùi gì thơm thơm ấy, nhưng mà người ta không nghĩ là mình dùng nước hoa. Mọi người cũng có thể nghĩ đây là cái signature scent của Sophie, cho nên là đây là một trong những mùi mà Sophie mua lại nhiều nhất. Hai chai hai bên thì Sophie đã dùng hết rồi. Cái chai ở giữa thì Sophie đã dùng được một nửa. Sophie cũng có đặt khắc tên của mình lên cái chai nước hoa này để cho nó đặc biệt hơn một tí. Hiện tại thì cái dòng Armani Privé này nó đã được làm mới lại á, cho nên là khi mà mọi người mua cái chai này mà cái loại mới nhất á thì nó sẽ là cái nước màu hồng rất là đáng yêu luôn. Và Sophie cũng đang nghĩ một chai ở trong cái dòng Armani Privé này có một mùi mà Sophie rất là để ý nhưng mà vẫn chưa có mua tại vì mình cũng còn nhiều nước hoa quá. Khi nào mà Sophie mua được thì Sophie sẽ khoe với mọi người ha. Tiếp theo ở giữa cái tủ này Sophie sẽ mở lên cho mọi người xem nha. Ở phía bên trong thì Sophie trưng cả những mùi của Jo Malone. Jo Malone thì là một hiệu nước hoa của Anh. Những cái mùi của nó rất là kiểu nhẹ nhàng và rất là đơn giản. Đó cũng là một lý do mà Sophie rất thích Jo Malone, tại mình có thể rất là dễ kết hợp mùi. Nếu mà mọi người hỏi Jo Malone có đáng tiền hay không thì theo Sophie nó là không, tại vì giá của nó khá là đắt so với những cái dòng nước hoa khác. Nhưng mà đối với Sophie là chỉ cần mình thích là được. Cũng không quan trọng lắm về cái việc mà nó có bám lâu hay không. Tất cả những cái Jo Malone mà Sophie có ở đây đều là size 30ml, tại vì Sophie cảm thấy cái size này là vừa đủ với Sophie và cũng như cái concept của hãng á, mình sẽ dễ kết hợp hơn. Đây là tất cả những mùi Sophie có. Sophie sẽ không review quá nhiều về Jo Malone nha. Nếu mà mọi người thích thì Sophie sẽ làm một video riêng. Đây là cái mùi đầu tiên mà Sophie có, Orange Blossom. Mùi này thì bây giờ Sophie không dùng nữa tại vì nó quá là floral đối với Sophie. Còn cái mùi mới nhất mà Sophie vừa add vô collection đó là mùi Yucha. Mà mùi này là trong cái Silk Blossom Collection. Là một mùi giống như là mọi người biết cái kẹo Yuzu của Nhật không? Nó y chang như vậy á, rất là dễ thương, rất là thích hợp cho mùa hè. Sophie đang đợi tới thời tiết nóng hơn thì mình sẽ dùng. Tiếp theo ở phía dưới thì Sophie có 5 chai nước hoa khác. Ok, đầu tiên sẽ là chai này của L'Artisan. Sophie cũng không biết đọc cái brand có đúng không nữa. Và cái tên của chai nước hoa này thì Sophie cũng không đọc được luôn, tại vì nó là bằng tiếng Pháp. Nhưng mà nếu mà dịch ra tiếng Anh thì cái phần cuối, cái phần chữ cuối này nó có nghĩa là musk. Đây là cái loại nước hoa mà Sophie sử dụng nhiều nhất ở gần đây. Sophie không biết mọi người có tưởng tượng ra mùi xạ hương hay không, nhưng mà đây là một cái mùi nước hoa rất là kiểu nó cũng theo dạng mà fresh, mà nó không bị quá cottony á, mọi người hiểu không? Khi mà Sophie xịt
cái nút hoa này lên một cảm giác rất là dễ chịu, như kiểu mình đang mặc một cái boyfriend shirt, rất là kiểu cozy. Mặc dù nó không có phải là warm nhưng mà nó tạo cho Sophie một cảm giác rất là cozy, rất là ấm áp và dễ chịu. Nói chung là nghe cái mùi này vào nó rất là relaxing đối với Sophie luôn. Thì nó là EDT với lại nó có base là musk nên nó sẽ không bám được lâu. Và Sophie rất là thích cái mùi này, rất là thích luôn. Sophie mới xài một nửa thôi mà đã suy nghĩ tới việc là phải mua chai tiếp theo rồi. Tại vì cái mùi này nó làm cho Sophie có một cảm giác rất là dễ chịu, rất là đặc biệt luôn, không hiểu tại sao nữa. Khi mà xịt ra một phát là nó tạo cho Sophie cảm giác giống như là bình tĩnh lại, rất là calm, rất là soothing, rất là kiểu như rất là zen ấy. Và cái mùi này Sophie cũng thấy rất là dễ kết hợp với nước hoa khác. Khi mà Sophie xịt cái mùi này á, mà nếu mà Sophie phải đi làm thì Sophie sẽ xịt thêm Miss Dior Blooming Bouquet nữa, thì nó làm cho cái nước hoa nó kiểu interesting hơn. Chai tiếp theo là thuộc dòng Erin của nhà Estee Lauder. Cái dòng Erin này cũng là cái dòng mà kiểu special, đặc biệt hơn của cái nhà Estee Lauder. Cái mùi mà Sophie thích là mùi Amber Musk. Mọi người thấy tên là mọi người hiểu đúng không? Sophie rất là thích những cái mùi mà có musk, có xạ hương ở trong. Và cái này nó có thêm amber nữa, cho nên là cái tên nó phản ánh đúng cái mùi luôn. Nó rất là kiểu ấm và nó rất là dễ chịu. Cái mùi này đối với Zoe nó rất là kiểu thiên hướng về mùa đông ấy. Cảm thấy nó chỉ thích hợp cho mùa đông thôi mọi người. Nó không phải là bị ngọt hoặc là bị kiểu nồng nặc quá, mà nó ấm theo một cái kiểu rất là giống như là trong một ngày mùa đông, mọi người ngồi trước lò sưởi, choàn thêm một cái khăn và mọi người đang cầm một tách hot chocolate. Đó là cái cảm giác mà khi Sophie dùng cái nước hoa này, nó hơi ngọt chút xíu nhưng mà nó không kiểu bị ngọt gắt ngọt kẹo, mà nó ngọt theo cái kiểu vừa ngọt vừa ấm. Cái chai này thì mọi người nhìn nó đầy như vậy thôi, nhưng mà thật ra Sophie đã xài hết ở đây rồi. Sophie có một chai nữa. Sophie đã dùng hết chai này và sau đó Sophie mới mua lại một chai nữa, cho nên là nhìn chai này còn rất là mới. Nhưng mà cái mùi này là một mùi Sophie rất là thích xài mùa đông và Sophie cảm thấy nó rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà cái điểm mà Sophie không thích ở cái dòng nước hoa này đó là nó đắt. Theo Sophie nhớ thì cái dòng Erin này là được thiết kế bởi cháu của Estee Lauder, cho nên là kiểu nó sẽ đặc biệt hơn. Lý do mà Sophie nói nó đắt ở đây á là vì nó chỉ có 50ml và nó là Eau de Parfum, nhưng mà cái giá của nó lại bằng Eau de Parfum 100ml của những brand khác. Kiểu theo Sophie là nó rất là đắt. Tuy nó là Eau de Parfum nhưng mà cái nó không giữ được quá lâu trên da, nó chỉ giữ được tầm 4 tiếng thôi mọi người. Sophie không biết là do cái nước hoa này hay là do nó có base là musk, tại vì thường musk nó cũng không giữ được lâu trên da, nó rất là nhẹ. Tiếp theo kế bên thì Sophie có chai Chloe. Chai này có tên là Chloe Nomad. Nước hoa Chloe thì đó giờ Sophie không có quá nhiều hứng thú. Sophie rất là thích cái chai Nomad này, Sophie xài chỉ còn chút xíu thôi. Mọi người thấy không? Cái chai này thì Sophie rất là thích dùng vào mùa hè, tại vì nó rất là fruity nhưng mà nó không bị kiểu ngọt ngọt dứa hay là mùi quá mùa hè. Nó là một cái mùi hương trái cây perfect đối với Sophie luôn. Tại Sophie hơi picky á. Nói chung là Sophie rất là thích cái mùi này. Xài vào mùa hè rất là mát, rất là đặc biệt luôn. Hương hoa quả nhưng mà nó sang chứ nó không bị quá là năng động. Rồi nó kiểu vẫn có sự trẻ trung nhưng mà vẫn có cái nét sang ở đây. Nhưng mà một điểm mà Sophie rất là đau đầu khi mà Sophie muốn thích chai này đó là Sophie bị dị ứng với một cái thành phần gì đó ở trong cái chai này, mà mỗi khi mà Sophie xịt lên da thì nó sẽ bị ngứa. Mà cái vấn đề này rất là mắc cười. Sophie xài nửa chai rồi Sophie mới phát hiện ra là mình bị dị ứng như vậy. Mỗi lần mà xịt mấy tiếng sau Sophie sẽ bị ngứa kinh khủng luôn, ngứa mà mẩn đỏ luôn á. Nhưng mà Sophie vẫn xài. Sophie rất là thích cái mùi này luôn, đặc biệt là vào mùa hè á, thời tiết mà ấm ấm hơn một chút á, cái mùi này cực kỳ đặc biệt luôn. Và Sophie nghĩ là chắc chắn Sophie sẽ mua lại á. Nhưng mà nếu mà Sophie mua lại thì Sophie sẽ mua chai nhỏ hơn á, tại vì bây giờ Sophie biết mình bị dị ứng á nên mình chỉ xịt được trên quần áo thôi. Hơi đáng tiếc nhưng mà đây là mùi Sophie đánh giá rất là cao luôn. Rất là thích. Và Sophie sẽ cho mọi người xem hai cái chai đằng sau nha. Hai chai này nằm ở đằng sau cũng là có lý do. Ok, hai chai đằng sau, một chai là Scandal của Jean Paul Gaultier và một chai là Daisy Marc Jacobs. Mùi này hình như là mùi Eau de Parfum cho nên nó nằm trong cái chai màu đen như vậy. Nói về chai này trước thì không phải là Sophie không thích nó. Trong một video hình như hô hay gì đó Sophie cũng có nhắc tới chai này rồi. Chai này là kiểu mùi ngọt, ngọt theo cái kiểu ngọt thanh của mật ong, vì nó là cái honey bomb chứ nó không bị ngọt kiểu sickly sweet như mùi kẹo. Cho nên đó là lý do mà Sophie mới mua chai này. Nhưng mà vấn đề là Sophie không thích xài mùi ngọt mỗi ngày, thỉnh thoảng lâu lâu night out này nọ đi chơi với bạn bè kiểu buổi tối á thì Sophie mới dùng thôi. Tại vì cái mùi này nếu mà Sophie xài cả ngày á thì sẽ rất hơi mắc ói thôi. Là lý do này nó nằm đằng sau, tại vì ít khi Sophie đi chơi buổi tối đó mọi người. Cho nên là cái mùi này tuy thơm nhưng mà cũng không có được sủng ái lắm. Còn cái chai này thì chủ yếu Sophie để lại chứ còn là display thôi. Tại vì Daisy của Marc Jacobs này nó rất là, Sophie nghĩ rất là nhiều bạn biết luôn. Theo Sophie là cái chai, cái mùi Eau de Parfum này trong cái chai màu đen nó hơi bị già đối với Sophie. Nó không phải là style của Sophie, nó quá là kiểu mommy scent.
cho nên Sophie không có thích nói ngắn gọn vậy thôi. Ok, qua tới bên đây thì Sophie chỉ có trưng bày một cái chai Amber Musk mà Sophie đã dùng hết, thì Sophie thấy nó đẹp. Với lại những cái nước hoa nào mà Sophie xài hết nhiều mà Sophie mua lại, Sophie hay giữ cái chai lại để xem là cuối cùng mình sẽ xài bao nhiêu ấy. Ở đây thì Sophie có để trang sức nhẫn nhiếc này nọ các thứ. Rồi ở đây là đồng hồ. Thì ở trên đây Sophie có để một vài cái nến mà Sophie hay thắp. Sophie cũng rất là thích mua nến nha, tại vì nó cũng liên quan tới mùi hương á. Thì Sophie sensitive về mùi á, cho nên cũng thích đốt nến này nọ để phòng luôn thơm. Ok, cái góc mà Sophie để nước hoa cuối cùng đó là ở ngay cái kệ kế bên giường ngủ. Hay ở đây thì nhìn nó hơi tùm lum tùm la một chút, nhưng mà thường thì Sophie sẽ để nến lại một vài cái body cream, body lotion mà Sophie hay dùng. Thì Sophie có một chai Miss Dior Body Mist, lại là Miss Dior. Mọi người có thấy tình yêu của Sophie với Miss Dior rất là to bự không? Chai này thì chỉ là Body Mist thôi, mùi rất là nhẹ luôn. Tại vì thường là Body Mist nó chứa khá nhiều cồn á. Cái chai này khi mà mọi người mùi cồn sẽ hơi nhiều, nhưng sau đó nó để lại là mùi hoa hồng rất là nhẹ. Sophie thích xịt cái này lên sau khi đi tắm hoặc là trước khi đi ngủ để nó nhẹ nhàng á. Nói chung là Sophie cũng hơi extra, kiểu mấy bữa mà ngủ không được thì Sophie cũng xịt lên cho nó thơm một tí, làm dễ đi ngủ. Chai này thì rẻ hơn những cái nước hoa rất là nhiều, nhưng mà mọi người cũng không nên expect gì nhiều nha. Các bạn có thể dùng để đi chợ nè, hoặc là đi ở đâu gần nhà, hoặc là đi tập thể dục đồ này nọ, hoặc là tập gym thì có thể đem theo để xịt kiểu refresh lại cái mùi hương của mình thôi. Giá nó cũng rất là rẻ cho một chai to như thế này, thiết kế rất là đẹp, cho nên là Sophie nghĩ thích hợp với quà tặng là bạn nào còn là đi học á, không muốn xài mùi gì quá nổi bật thì có thể dùng thử cái body mist này. Sophie có một chai nước hoa của Elizabeth Arden mùi green tea, và cái này là mùi green tea fix. Thì cái dòng green tea này của Elizabeth Arden khá là nổi tiếng, nó rất là rẻ luôn. Gần đây thì Sophie đang có thích một chai nước hoa khác có mùi fix, cho nên là Sophie muốn kiểu mua một chai rẻ như thế này để về thử nghiệm xem mình có thích hợp với lại cái notes fix này hay không. Khi mua về thì nó cũng khá là ok. Sophie không biết nó cảm giác như là một cái mùi mà Sophie sẽ không xịt lên người. Bây giờ thì Sophie đang dùng nó để xịt lên kiểu gối mền này nọ. Và nếu mà bạn nào là học sinh, Sophie cũng recommend các bạn có thể tham khảo cái dòng Elizabeth Arden Green Tea này. Giá của nó rất là phải chăng, rất là rẻ, nhưng mà sometimes nó có rất là nhiều cái phiên bản, ví dụ như Green Tea Fix, Green Tea Lotus, Green Tea Cherry Blossom này nọ, rất là nhiều luôn. Và cái mùi original Green Tea cũng rất là thơm. Sophie có xài body lotion của nó, nhưng mà nước hoa thì Sophie đánh giá không có được cao lắm. Cuối cùng ở đây Sophie có một chai nước hoa nam. Đây là chai nước hoa nam duy nhất ở trong collection của Sophie. Chai này là của Hugo Boss, có tên là Hugo Boss Intense. Tôi rất là thích cái mùi Hugo Boss Bottle nha. Nó là nước hoa nam nhưng mà nó tạo cho Sophie cảm giác là ấm áp theo kiểu boyfriend á. Xài còn có chút xíu là Sophie hay dùng để xịt mền, xịt gối, để tạo một cái mood trước khi mình đi ngủ. Đây là một cái mùi nước hoa nam đối với Sophie, nó rất là rủ quến. Nó kiểu nó đặc biệt sao, nó tạo cho mình cảm giác mình lèm nhiều lắm luôn á. Cho nên trong tương lai Sophie sẽ tặng cho bạn trai của Sophie hai chai nước hoa. Một là Dior Sauvage, hai sẽ là chai này. Giới thiệu mọi người perfume collection thì Sophie nhớ ra Sophie còn khá là nhiều nước hoa chưa mở. Sophie sẽ cho mọi người xem luôn. Đầu tiên là Sophie có một chai J'adore dạng lăng. Đây là chai Eau de Parfum thì nó là mùi original. Tiếp theo là Sophie có một chai Miss Dior Rose and Roses. Đây là mùi mới ra năm 2020, mới nhất của gia đình Miss Dior nha. Tiếp theo là Sophie có một chai của Burberry. Nay thì Sophie có một chai J'adore Eau de Parfum size bự luôn. Đó là tất cả những cái nước hoa mà Sophie có trong bộ sưu tập của mình. Hồi trước thì Sophie nghĩ là mình không có nhiều nước hoa như vậy, nhưng mà hôm nay sau khi mình quay video xong thì cảm thấy như là ồ, mình cũng có nhiều phát. Không biết là các bạn nào đã đếm xem Sophie có bao nhiêu chai nước hoa chưa. Nếu mà mọi người đã đếm rồi thì hãy comment ở dưới cho Sophie biết nha, tại vì Sophie cũng không biết chính xác là mình đang có bao nhiêu chai nước hoa nữa. Và Sophie cũng rất là tò mò về chai nước hoa yêu thích nhất của mọi người. Nếu mọi người có một chai nước hoa nào đó mọi người rất là yêu thích và muốn giới thiệu với Sophie thì hãy bỏ xuống phần comment luôn nha. Hy vọng mọi người đã thích video này. Nếu mà mọi người muốn Sophie làm một cái video khác gì đó review kỹ hơn về một trong những chai nước hoa nào đó trong collection thì hãy comment ở dưới cho Sophie biết nha. Nếu mọi người đã thích video này thì đừng quên cho video thumbs up, like, share và subscribe channel của Sophie để xem thêm nhiều video khác. Sophie đang rất là cố gắng để mỗi tuần ra at least là một video cho mọi người, cho nên là mọi người nhớ subscribe channel của Sophie nha. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video này. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và until next time, see ya.